Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có người đi họp nhưng khi hỏi lại không biết trả lời. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn chứng, có cán bộ nhiều vai nhưng không thuộc bài, được phân công đi họp nhưng khi hỏi lại không biết nội dung để trả lời. Nội dung trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao đổi tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 19 tháng 9 dù không nêu đích danh cụ thể là ai. Cán bộ phải chuẩn bị kỹ để sự có mặt của mình trong cuộc họp không thừa. Kỳ họp này dự kiến thông qua việc thể chế hóa nhiều nội dung quan trọng của Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế. Chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có thể kể đến như thành lập Sở An toàn Thực phẩm, bộ máy tổ chức của Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức, danh mục dự án BOT, xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, trên đường hiện hữu. Ông Nguyễn Văn Nên ví con tàu mang số nghị quyết 98 đã đi được một đoạn, chở những chuyến hàng đầu tiên với linh kiện khung và thiết bị tốt nhất để Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho các công việc sắp tới. Góp sức vào những chuyến hàng đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, gấp rút của các đại biểu, các ban chuyên trách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hoạt động giám sát là chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng Nhân dân. Thời gian qua, công tác giám sát trên địa bàn ngày càng đi vào trọng tâm, có kết luận kịp thời, phục vụ yêu cầu chính trị, từng bước nâng cao thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Các cuộc giám sát ngày càng chặt chẽ, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tiêu cực, chần chừ, do dự, tránh né trong bộ máy, nhất là bộ máy hành chính các cấp, ông nói thêm. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong các cuộc hội họp, kiểm tra, giám sát, mỗi người tham dự đều có một phận sự, cũng có người đảm nhiệm hai, ba vai. Dù vậy, mỗi người phải làm đúng, làm tốt, đúng vai, thuộc bài theo vị trí công tác của mình. Tôi phát hiện có đồng chí có lúc không đúng vai, không thuộc bài, xách cặp đi họp nhưng khi hỏi nội dung lại không biết để trả lời, ông Nguyễn Văn Nên dẫn chứng, đồng thời nhấn mạnh cán bộ phải chuẩn bị kỹ để sự có mặt của mình trong cuộc họp không thừa. Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết 98, đồng thời coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của nửa nhiệm kỳ còn lại. Chính nội dung triển khai cụ thể nghị quyết 98 của Quốc hội. Tại kỳ họp sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã báo cáo tóm tắt hơn 106 tờ trình. Trong đó, có 9 nội dung triển khai cụ thể nghị quyết 98 của Quốc hội và 98 tờ trình các nội dung về kinh tế, xã hội. Đối với 87 tờ trình về chủ trương đầu tư các dự án, ban kinh tế, ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống kê tổng mức đầu tư lên đến 39.000 tỷ đồng. Các dự án trên nhiều lĩnh vực như giao thông, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng trường học, bệnh viện, mua sắm trang thiết bị y tế, nâng cấp trụ sở, cải tạo nghĩa trang. Một số dự án lớn có thể kể đến dự án xây dựng vành đai 2. Đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp hơn 9.300 tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị cho 3 bệnh viện khu vực cửa ngõ, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.